Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: liệu bà Phạm Thị Yến tu theo con đường chính đạo hay tà đạo khi gây ra cái chết tức tưởi của mẹ ruột mình sau khi lần đầu bà lên chùa Ba Vàng? Bà Thí, chị gái ruột của bà Phạm Thị Yến, chia sẻ: mẹ tôi chết oan vì tin vào chuyện ma quỷ thỉnh vong của con gái mình. Những ngày qua, thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong cúng oan gia trái chủ thu số tiền lớn gây xôn xao dư luận. Trong đó, bà Phạm Thị Yến là nhân vật thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người. Mặc dù không có chức vị cao như những người phụ nữ này có sức ảnh hưởng rất lớn tại chùa Ba Vàng. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thúy sinh năm 1967, trú tại khu 3, phường Chiến Đái, thành phố Hạ Long, là chị gái ruột của bà Phạm Thị Yến khẳng định, bà Yến không có khả năng hô mưa gọi gió, thỉnh vong hay chữa bệnh bằng tâm linh như các trang web lá rầm rộ đăng tải. Bà Thúy kể lại, mẹ tôi là nạn nhân của trò cúng an gia trái chủ. Ngài còn khỏe mạnh, mẹ của bà Thí là người tin vào Phật Pháp, thường xuyên tu tập, ăn chay. Khi bị tai biến mạch máu não, gia đình hết lòng chạy chữa, đưa cụ xuống bệnh viện y học cổ truyền Trung ương để điều trị. Nhờ tích cực tập vật lý trị liệu, tuân thủ các đồ điều trị của bác sĩ, tình hình của cụ tiến triển rất tốt, tập đi lại nhẹ nhàng. Sau đó, không hiểu con gái tức là bà Yến dùng cách gì khiến cụ mê muội tin vào việc cúng oan gia trái chủ. Cụ quyết định dừng điều trị thuốc, đóng tiền để giải nghiệp ở chùa Ba Vàng, khiến tình hình sức khỏe ngày càng trầm trọng. Một thời gian sau, cụ còn phát hiện thêm khối u ác tính trong ruột. Các con đưa cụ đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển xuống bệnh viện Hà Nội chữa bệnh. Cụ điều trị khoảng 20 ngày, bà Thí có việc gấp nên nhờ bà Yến thay phiên chăm sóc vài hôm. Tuy nhiên, bà Yến đang cùng nhóm Phật tử đi du lịch xuyên Việt nên gọi là thân tín trong đạo tràng của mình xuống chăm sóc. Lúc này tình trạng của mẹ tôi khá yếu, huyết áp và tiểu đường liên tục tăng cao, thường xuyên phải có những người túc trực trông nom sử dụng thuốc để điều trị chỉnh huyết áp, lượng đường trong máu. Một hôm, đám người thân tín bí mật đưa mẹ tôi trốn viện ở Hà Nội về chùa Ba Vàng với lý do hưởng phúc thọ nhân dịp bát quan trai giới, một phương pháp tu hành của Phật tử tại gia áp dụng trong một ngày một đêm, tức là 24 giờ. Chẳng ngờ đêm đó bà nằm một mình ở chùa Ba Vàng, huyết áp đột ngột lên cao nhưng không ai ở bên cạnh cho thuốc uống. Khi đưa về đến nhà, bà đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Cô Mai, thân tín của bà Yến, kêu cụ khó qua khỏi, có lẽ chỉ chờ chết mà thôi. Sau câu nói đó, tình trạng của mẹ tôi xấu hơn, huyết áp bà tăng vọt lên 240mg thủy ngân cấm khẩu rồi qua đời. Bà Thúy nhớ lại, chứng kiến em gái mình ngày càng lún sâu vào chuyện mê tín, đau lòng hơn chính là sự cuồng tín đó là một phần gây nên cái chết của mẹ, nên bà Thúy nhiều lần khuyên nhủ em gái nhưng bà Yến bỏ ra ngoài tai. Tôi nói với em gái, nếu thỉnh oan gia trái chủ linh nghiệm, vậy tại sao mẹ làm rễ rồi vẫn mắc bệnh huyết áp, mắt bị mờ, mổ cũng không khỏi, chưa kể còn bị ung thư. Bà Thúy nói tiếp, kể từ ngày đó bà Yến gần như cắt đứt liên lạc với người thân. Vẫn lờ bà Thúy, thở nhỏ bà Yến học giỏi, là người con hiếu thảo, kính trên nhường dưới, sống tình cảm với anh chị em ruột thịt. Ngày mới kết hôn, bà Yến có cuộc sống yên ấm bên người chồng hiền lành đức độ, luôn yêu chiều vợ con. Từ ngày vướng vào sự nghiệp giải oan gia trái chủ, bà Yến hoàn toàn thay đổi tâm tính, lạnh nhạt với người thân. Người phụ nữ này cũng cho biết thêm, thời gian đầu bà cũng lên chùa Ba Vàng làm công quả hỗ trợ nhà chùa vì cảm thấy rất thư thái, nhưng sau bà không đặt chân lên đó lần nào nữa. Tôi bị đau bụng, sức khỏe giảm sút. Nhóm đệ tử của Yến ngọt nhạt khuyên tôi thỉnh vong tiêu từ nghiệp chướng. Vong phán số tiền tôi nợ kiếp trước là 11.500.000 đồng. Tôi nói không có tiền. Vong sẵn sàng hạ giá, đưa ra con số 700.000 đồng và cuối cùng chốt giá là 500.000 đồng. Tôi cảnh giác cho rằng hành vi đòi tiền của vong có nhiều khuất tắc nên từ chối nộp. Bà Thí chậm rãi kể. Bà Thúy cũng cho biết Hồng Giai có nhiều người tin vào phép thỉnh vong của bà Yến, một phụ nữ làm nghề kinh doanh gỗ ở Hà Nội, bị cảm chạy vào trong dẫn đến hỏng thị lực. Chị lên chùa Ba Vàng nghe giảng pháp, dọa bị là kiếp tước, nợ số tiền cúng là 150 triệu đồng sẽ tiêu tan nghiệp chướng. Khỏi bệnh, chị chuẩn bị mang tiền lên chùa thì vô tình gặp tôi. Tôi biết chuyện, giải thích rõ với chị, nghe tôi phân tích người này từ bỏ luôn ý định mang tiền giải nghiệp. Sau này gặp lại, chị kể được bác sĩ tích cực sử dụng phác đồ phù hợp nên mắt chị bắt đầu nhìn được mờ mờ. Bà Thúy chia sẻ, đó, qua đây cho chúng ta thấy là hành vi lừa đảo này hết sức tinh vi, và cũng như một câu chuyện mà tôi cũng vừa biết là bị ung thư là do tiền kiếp ở trước,
nữa. Rồi hoặc là một cái vấn đề giống như là ung thư mà do 36 kiếp trước là tạo nghiệp, cho nên bây giờ là vong mới đến đòi. Đó, là 36 kiếp trước là do cướp đắt. Đó, bây giờ mình cứ tính là nếu như là một kiếp là sống được 50 năm thì sau 30 kiếp là 1.500 năm, đó là trước công nguyên. Lúc đó thì đất đai là chỉ cần là phát giao phát cỏ tới đâu thì là đất đó là của mình thôi, thì không có cần gì mà phải đi cướp đất. Mà qua những câu nói nhảm nhí của cái bà Phạm Thị Yến này mà nhiều người dân nhẹ dạ cả tin vẫn tin lời và sẵn sàng nạp tiền cúng tiền vào trong chùa Ba Vàng, dẫn đến nhiều người mê tín mê muội và họ sẽ thừa cơ hội này họ trục lợi cho bản thân và đem số tiền về. Cứ một phần là nói thỉnh cho vong, mà có vong nào mà xài tiền Việt, vong nào mà xài ngân hàng. Người âm phủ thì chỉ xài tiền âm phủ thôi, mà tại sao ở đây lại đòi là phải tiền Việt? Xong rồi vong còn biết trả giá hạ giá như ở ngoài chợ nữa chứ. Từ ví dụ 11 triệu mà giảm một hơi xuống là còn có 700 ngàn, cuối cùng chốt ở giá 500 ngàn. Bao nhiêu cũng bán, giá nào cũng bán. Có vong nào mà chốt giá như vậy? Đó, các bạn qua đây cảnh giác cho mọi người, chúng ta hướng Phật là điều tốt, nhưng mà đừng nên những người như thế này rồi làm ảnh hưởng đến Phật giáo nữa ta. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ của chùa Ba Vàng này và cô Phạm Thị Yến. Xin cảm ơn.